Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Beard Tsunami. Và trong này tôi sẽ hóa thân thành, không phải hóa thân mà tôi sẽ biến thành một cái sóng thần. Sóng thần gì mà giống cái lửa vậy ta? Thiệt á chứ. Ok, nhiệm vụ sóng thần của tôi là đi cái đâu thì càng quét tới đó. Khi mà tôi càng quét thì tôi sẽ mạnh thêm, mạnh hơn rất là nhiều. Không biết có nhiều không, nhưng mà thanh niên kia 300 rồi mà tôi chỉ mới có 50 mấy thôi, thì không biết là có gọi là thực sự là mạnh chưa, vậy là mạnh dữ chưa. Tôi cũng không biết là mình gọi là mạnh dữ chưa, nên mà thằng kia nó tới 300 lẻ mấy thì tôi cũng hơi gây go đấy, cũng hơi gây go đấy. Ôi ôi, con thằng 900 mấy má ơi, con thằng 900 mấy. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy nó ăn hơi kỳ. Ví dụ như là tôi ăn 80 mà nó chỉ cộng có vài cái thì thực sự là tôi không hiểu là nó cộng cái kiểu yêu gì luôn ấy. Thật, nó cộng cái kiểu gì ấy. Vô. Rồi xong. Thêm 45 cho tôi. Ủa mà sao tôi cộng kỳ quá mọi người. Tôi có thể cứu được mấy cái căn nhà này rồi, nhưng mà nó cộng kỳ quá. Nó cộng kiểu này làm sao mà tôi đuổi kịp được cái thằng mà 370 mấy kia. Nó không thể nào. Thật sự là không thể nào mà làm mà được. Từ nhà tôi làm làm mấy cái này để tôi nhìn lên hay là được 1k9 rồi mà. Sao nó bự thế, sao nó bự thế. Tôi mới được có 2k, tôi chỉ bằng một cái góc móng chân của nó thôi. Ý dạ, lên được 2k9 rồi, lên được 2k9 rồi, tôi ăn đi. Vì ăn nó phải là như thế. Kiều 30 mạng đúng không? Ôi trời, nhà này 3.000 lần hả? Thế méo nào, chừng nào tôi mới đủ 3.000. Ơ kìa, má sao thanh niên này vô mà còn hay 4.000 rồi. Ôi xa, ăn nó phải là như thế. Ôi mà sao thằng kia nó vô mà. Ê, tính ra thằng này nó vô toàn 8.000 mấy không nha. Đùa, sao nó mạnh vậy? Má tôi vô tôi cày thấy bà luôn. Mà nó mới vô cái là nó lên được nhiêu đó rồi. Đùa, ê, không chơi vậy đâu nha. Tôi chơi cực khổ lắm. Từ, tôi có thể trốn vô VIP được hay không? VIP bao nhiêu tiền? Để coi trước đã, coi VIP bao nhiêu tiền. Coi đây, Game Pass, đây, VIP 300-400 lần mắt vậy. 400. Ê, nó mắc thế, nó 400 lần à, mắc dữ vậy, giận mặt à. Sao thằng này nó tới 900 mấy hay vậy ta? Hốp, khỏi chạy nha cưng, khỏi chạy nha cậu. Nó tới rồi. Tôi mua cái siêu của để dành cái. Cái gì? Siêu có 29. À, không phải. Đấy, cái kia 29 mới đúng. À, cái này nó 29. Vậy là cái này mà tôi mà mua thì phải là 99. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đừng giết em anh ơi, đừng giết em. Em không muốn chết đâu. Anh 470 lần anh chơi cái gì mà khủng khiếp vậy, là chừng nào em mới đuổi kịp anh? Không nha, bỏ đi nha. Bỏ đi mà làm người. Ôi giời, anh làm gì được tôi? Ôi, anh làm gì được tôi? Tôi nói thẳng cho anh một câu, tôi mà xài cái đồ kè là anh xác định đi nha. Thằng này lì bay. Thằng này lì mọi người. Thằng này lì lắm. Thằng này lì lắm. Giỡn mặt nè, lì lắm nè. Lì nè, chuẩn bị lì nè. Mày chết đi con. Tao nói thật mày một câu. Mày chết đi, mày sống không nổi với tao đâu. Trời, chết ngay. Mẹ, dám giỡn mặt với tôi. Nó tưởng nó 500 là nó không làm gì được tôi. Nó tưởng nó 500 là tôi không làm, tôi không dám làm gì nó. Vì tôi có sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của bút. Nó dám giỡn mặt với tôi là nó ngang lắm rồi. Nó dám giỡn mặt với tôi. Tôi mà chỉ cần bỏ ra thêm cái này là tôi hốt được cái số điểm của nó luôn mà. Giỡn mặt không hiểu luôn. Tôi là chùm cái khu vực này rồi, giờ có ai mà bự hơn tôi được nữa đâu. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chỉ cần đi tiêu diệt 30 mạng thôi đúng không? Sai, easy. Tòa nhà bây giờ là tôi cũng cuốn được hết luôn nè. Ví dụ như máy này tôi cũng cuốn container cảng biển, hay là những cái thứ mà râu ria, tép riêu này thì tôi cũng
À, 500 mấy nè. Ủa khoan, cái thằng hồi nãy là cao cao là level bao nhiêu vậy coi? Tôi cũng chưa hình dung lắm cái thằng cao cao nãy là level bao nhiêu. À, tôi phải đi đì nó mới được. Nó dám đụng cái tôi. Nó dám đụng cái tôi là nó tới số với tôi rồi. Chứ có điều là bây giờ thật sự ra là tôi không biết là nó... Ơ xôi, nập mạng luôn à. Được, phết. Ui, cái nhà cao vậy mà tôi cũng... Mình trốn đây không ăn anh kia. Chắc em ăn được á. À, tôi cần kêu 30 mạng đúng không? 20 là còn thiếu đúng 10 mạng nữa. Trời, thanh niên kia. Tôi mà ra tay thì thanh niên kia là chỉ có về thành dưỡng sức thôi. Sao chả chờ vậy? Anh có làm gì đâu. Đứng yên một chỗ đi. Anh không làm gì hết. Anh sẽ nhẹ nhàng. Anh không làm gì đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng. Chạy đôi kia làm cái gì? Đừng đứng yên đó đi. Ừ đúng rồi, đứng yên đó đi. Đại ly, từ nha. Tôi sẽ đi lấy lượm tiền nè. Mình có mua skin được không ta? À skin mình mua được nè. Nhưng mà mình mua skin ở đâu? Ê đừng nói, tôi đi ra ngoài tôi mua skin xong là tôi banh xác luôn nha. Ê, tôi ra ngoài tôi mua skin xong là tôi banh xác luôn. Thầy, không có chơi vậy đâu á. Không có chơi vậy đâu. Ê, kính là nãy tôi bỏ ra 99 rồi bất là tôi mua được. Ngu dữ ta. Mày biết vậy, nãy tôi bỏ ra 99 rồi bất đi. Nó để cho 80 rồi bất cái chỗ này để làm cái giống môn gì. Trời, à, ra được cái cách sự gì trong cái trường hợp này hết. Đúng không, mẹ bà nãy tôi mua kia là ngon rồi. Ê, ẩu quá. Từ từ nha, để tôi ăn cho đủ. Tôi ăn khoan từ từ. À, đây là cái shop của mình nè. Mình có thể coi thử là ở đây là mình khoan, đây có phải là shop của mình vậy? À đúng rồi, đây là shop nè. Nhưng mà làm sao tôi coi thử là skin nó đang là bao nhiêu tiền? Ê, làm sao đây? Làm sao có thể mua được đây? Mega Park, cái này là nhân 2 size trong vòng bao nhiêu giây đó thì chẳng hạn vậy. Nokia nè, size nè, size nhưng à, size được có thể mua được nhưng à nhân 2 size lên. À, hiểu, có nghĩa là khi mà tôi xài cái này là size tôi là tôi đang có bao nhiêu được tôi sẽ được nhân lên bấy nhiêu. À ha, ok. Hiểu. Rồi bây giờ là mua skin thì như thế nào nhỉ? Ok. Chắc là tôi sẽ phải đi về thôi. Chút nữa ra là tôi chơi với mấy thanh niên này sao cũng được. Tôi chơi mấy hối. Tôi lên lại mấy hối. Tôi vô đây chủ yếu là tôi đi mua skin. Ủa skin mua đâu? Ủa kìa. Mày skin mua. À skin mua đây chứ. Ủa đâu phải. Skin mua đây. 5 ngày mới có skin. 5 ngày nó mới có skin. Mẹ nó chết chứ. Không ổn rồi. Không sao, tôi lên được. Nhiều đây là tôi lên thoải mái luôn. What the fuck? Mày nó giết tôi rồi. Chết. Lùi chi nó cho chết. Nó dục mặt. Ngựa cái tử đó. Chỗ đó mình mua được. Hóa ra là mình mới có mua được. Ghê luôn á. Làm sao đây? Nhưng mà làm sao hồi nãy có thằng kia mới vô mà được 800 liền được? Vô lý. Rất là vô lý. Không thể nào mà mới vô mà được 800 như vậy được. Rất là vô lý lắm luôn ấy. Đừng có giết tôi. Tôi mà điên lên là tôi bỏ ra 99 Gobert là tôi mọi người sẽ ngấm cù kèo hết đây. À ở đây có người nấp nè. Ở đây có người nấp nè. Nà, anh thả cho bom nha. Nà, mày còn 2 mạng nữa. Còn 2 mạng nữa. Ôi trời ơi, đừng có giết tôi. Anh có giết em đâu. Tại giờ tôi không thể giết anh niên này luôn ấy. Tại giờ tôi chưa có giết anh niên này. Ừ, hay quá. Cảm ơn em đã nghe lời anh. Đi ăn cái thằng 3.000 kia đi. Bây giờ tôi chưa hề ăn thịt những người nào hết. Tôi chỉ có vô tình đi ngang qua thôi. Chứ tôi không có ăn thịt ai đâu. Tôi cho một lần dạy dột. Trời.
nó có đi giường cái gì coi nữa mà xô coi khô quá. Dính ở kia sao không dính? Dính hay ui sai ơi. Tôi thả bom đây. What the fuck? Chết em đi. Hay quá, tôi ăn được rồi. Mua cái siêu liền. Ủa sao không cái gì mà ít giấy? Đùa. Lá cho tôi, mẹ vợ lá cho tôi. Không lẽ giờ tôi bỏ cái cái mua bắt được cái tôm nữa? Mày đi bố mày mua kẹt rồi, tôi không tha cho người già khổ quá. Bây giờ tôi có ăn thịt nó đâu mà không hề ăn thịt luôn á, không hề ăn thịt một miếng nào luôn á. Bắt tôi phải hù đó chứ. Có mẹ tôi phải hù đó chứ. À không hù lại nó lại đang thịt tôi nữa. Đó. Anh thả nu kè à. Đừng chọc điên anh à. Anh thả nu kè à. Đừng chọc điên anh à. Ôi, tức tôi phải cay, tôi phải ghim sẵn trước chứ. Chứ không chút nữa mà thanh niên mà lỡ có ăn thịt tôi cay chết được. Quá sợ vãi cả chuồng thề. Không hù thôi chứ ai mà chơi bẩn cử vậy. Chỉ có thằng đầu tiên mới vô mà nó dám dí tôi thôi. Đấy. Sức mạnh tuyệt đối cũng đâu có bằng sức mạnh của bụt đúng không? Đây là chạy nữa. Giỡn đó, không có xài đâu. Thằng lần thôi. Ai giờ con chỉ đi ăn những cái người gọi là cái riêu thôi. Chứ không ăn, chứ không có xài bột nữa. Bột là người ta để dành chứ ai mà đem đi xài cái bao giờ đúng không? Nãy mà tôi cũng lên được một triệu ba trăm mấy thì cũng hơi bị khủng khiếp rồi. Mạnh nhất cả cái khu server này còn muốn gì nữa. Rồi ok, chắc tôi sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye.